Cô xin chào các con. Hôm nay cô và các con sẽ tiếp tục đồng hành trong chương trình dạy học tiếng Việt lớp 1 trên đài truyền hình Trà Vinh. Cô nghĩ rằng sau thời gian tham gia học với chương trình, các con đã làm quen được nhiều kiến thức mới và học tập tiến bộ hơn trước rồi đúng không nè? Và tiết học hôm nay sẽ giúp các con làm quen với kiến thức gì đây? Để biết được điều đó, cô mời các con cùng cô đi vào bài học. Để học tốt tiết học hôm nay, các con cần chuẩn bị sách giáo khoa, bản con, phấn, bông lao, vở ô ly, bút chì. Và bài học hôm nay của các con là bài 22, trang 56, sách giáo khoa tiếng Việt lớp 1, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống các con đã chuẩn bị đầy đủ chưa nè nếu đã đầy đủ rồi thì cô trò mình cùng nhau học nhé quan sát tranh các con nói cho cô biết bức tranh vẽ gì thưa cô con nhìn thấy có một bạn đang cầm bút màu để tô một bức tranh à đúng rồi đấy các con bạn đang cầm bút màu là bạn nam và bức tranh nam đăng tô là tranh vẽ cây tre với nội dung bức tranh này cô có câu như sau các con chú ý nghe cô đọc nam tô bức tranh cây tre cô mời các con đọc lại nam tô bức tranh cây tre các con quan sát trong tiếng tô có âm tờ, trong tiếng tranh có âm trờ, trong tiếng tre cũng có âm trờ được in màu đỏ. Đó là hai âm các con sẽ học hôm nay qua bài 22 âm tờ và âm trờ. Cô giới thiệu với các con đây là âm tờ in hoa, đây là âm tờ in thường, đây là âm trờ in hoa và đây là âm trờ in thường đó các con và bây giờ cô sẽ giúp các con làm quen với âm mới thứ nhất các con chú ý nghe cô đọc tờ 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 cô mời các con đọc lại với âm tờ cô có tiếng mới đó là tiếng tô các con hãy giúp cô phân tích tiếng tô nhé bây giờ cô trò chúng mình cùng nhau phân tích trong tiếng tô có âm tờ đứng trước âm ô đứng sau cô đánh vần và đọc trơn tiếng tô như sau tờ ô tô tô tờ ô tô tô cô mời các con đọc lại tàu ô tô tô tiếp theo cô sẽ giúp các con làm quen với âm mới thứ hai đó là âm trờ âm trờ là âm được tạo bởi âm tờ ghép với âm r các con lắng nghe cô đọc trờ 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 cô mời các con đọc lại với âm trờ cô có tiếng mới đó là tiếng tre các con cũng giúp cô phân tích tiếng tre đi nào bây giờ mình cùng nhau phân tích nhé trong tiếng tre có âm trờ đứng trước âm e đứng sau cô đánh vần và đọc trơn tiếng tre như sau trờ E tre tre trời e tre tre Cô mời các con đọc lại. tre e tre tre Bây giờ chúng mình cùng nhau ôm lại âm và tiếng mới của bài nhé. Tờ tờ ô tô tô trờ trờ e tre tre mình cùng nhau đọc thêm một lần nữa nhé tờ tờ ô tô tô trờ trờ e tre tre Cô mời các con đọc lại. Tờ, tờ ô tô, tô, trờ, trờ e tre, tre. Tiếp theo, cô sẽ hướng dẫn các con cài tiếng tô và tiếng tre từ bộ thẻ chữ thực hành. Các con chú ý quan sát. Để cài tiếng tô, từ bộ thẻ chữ thực hành, cô lấy âm tờ cài trước tiếp theo cô lấy âm ô cài phía sau âm tờ cô tạo được tiếng tô để cài tiếng tre cô lấy âm tờ cài trước âm r cài phía sau âm tờ để tạo được âm trờ và cuối cùng cô cài âm e phía sau âm trờ cô được tiếng tre cô mời các con đọc lại hai tiếng vừa cài được tô Yeah. Cô nghĩ rằng các con đã nắm vững được cách cài ra đúng không nào? Tiếp theo, cô sẽ hướng dẫn các con luyện đọc một số tiếng có chứa âm tờ và âm trờ mà các con vừa học. Đầu tiên, cô có 3 tiếng. Các con hãy giúp cô tìm điểm giống nhau giữa 3 tiếng này. Thưa cô, con nhìn thấy điểm giống nhau là đều có âm tờ đứng trước ạ. À à đúng rồi đấy các con điểm giống nhau giữa ba tiếng là đều có âm tờ đứng trước các con lắng nghe cô đánh vần và đọc trơn các tiếng như sau tờ a ta sắc tá tá tờ a ta nặng tạ tạ tờ e te hỏi tẻ tẻ cô mời các con đọc cùng cô tờ a ta sắc tá tá tờ a ta nặng tạ tạ tờ e te hỏi tẻ tẻ cô mời các con đọc lại tờ a ta sắc tá tá tờ a ta nặng tạ tạ tờ e te hỏi tẻ tẻ sau đây cô có ba tiếng kế tiếp các con cũng giúp cô tìm điểm giống nhau giữa ba tiếng này thưa cô con nhìn thấy điểm giống nhau là đều có âm trào đứng trước ạ à. Đúng rồi đấy các con, điểm giống nhau giữa ba tiếng là đều có âm trờ đứng trước. Các con lắng nghe cô đánh vần và đọc trơn các tiếng. Trờ, ê, e trê, trê. Trờ, o, trò, quyền, trò, trò. Trờ, ô, trô, hỏi, trổ, trổ. Cô mời các con đọc cùng cô trờ ê trê trê trờ o cho quyền trò trò trờ ô trô hỏi trổ trổ cô mời các con đọc lại trờ ê trê trê trờ o trò quyền trò trò Chào ô hỏi trổ trổ bây giờ chúng mình hãy cùng nhau luyện đọc trơn lại các tiếng mà các con vừa học nhé tá tạ tẻ trê trò trổ cô mời các con đọc cùng cô thêm một lần nữa tá tạ tẻ trê trò trổ cô mời các con đọc lại tá tạ tẻ trê trò trổ cô nghĩ rằng các con đã đọc tốt rồi đúng không nào để giúp các con luyện đọc tốt một số từ Chứa tiếng có âm tờ và âm trờ. Thì ngay sau đây, cô mời các con quan sát một số bức tranh và luyện đọc cùng cô. Quan sát tranh thứ nhất, các con nói cho cô biết tranh vẽ gì? À, tranh vẽ một chiếc xe ô tô. Với bức tranh này, cô có từ ô tô. Các con lắng nghe cô đọc. Ô tờ ô tô ô tô cô mời các con đọc cùng cô ô tờ ô tô ô tô cô mời các con đọc lại ô tờ ô tô ô tô tiếp theo tranh thứ hai của cô là tranh vẽ một con vật cô đố các con đây là con gì à các con rất dễ dàng nhận ra đúng không đó là một con sư tử với bức tranh này cô có từ sư tử các con lắng nghe cô đọc sờ ư sư tờ ư tư hỏi tử sư tử cô mời các con đọc cùng cô sờ ư sư tờ ư tư hỏi tử sư tử cô mời các con đọc lại sờ ư sư tờ ư tư hỏi tử sư tử quan sát tiếp tranh thứ ba các con có biết tranh vẽ con cái gì không à đây là con cá trê đó các con với bức tranh này cô có từ cá trê các con lắng nghe cô đọc cờ a ca sắc cá trờ ê e trê cá trê cô mời các con đọc cùng cô cờ a ca sắc cá tr e trê cá trê cô mời các con đọc lại tr a k sắt cá r e trê cá trê tiếp theo cô có bức tranh thứ tư đó là bức tranh vẽ một loài cây các con có biết đây là loài cây gì không à đây là cây tre cây tre có nhiều giống khác nhau và giống tre có thân cây vàng ống như trong tranh đó là cây tre ngà đấy các con với bức tranh này cô có từ tre ngà các con lắng nghe cô đọc trờ e tre ngờ a nga quyền ngà tre ngà cô mời các con đọc cùng cô trờ e tre ngờ a nga quyền ngà tre ngà cô mời các con đọc lại trờ e tre ngờ a nga quyền ngà tre ngà bây giờ chúng mình cùng nhau luyện đọc trơn lại các từ con nhé ô tô sư tử cá tre tre ngà. Cô mời các con đọc lại ô tô sư tử cá tre tre ngà. Bây giờ cô sẽ đọc lại cả bài học của chúng ta. Các con chú ý lắng nghe tờ tờ ô tô tô chờ chờ e tre tre tá tạ tẻ trê trò trổ ô tô sư tử cá trê tre, tre ngà cô mời các con đọc lại tờ tờ ô tô tô trờ trờ e tre tre tá tạ tẻ trê trò trổ ô tô sư tử cá trê tre nhà cô vừa hướng dẫn các con luyện đọc xong tiếp theo đây cô sẽ hướng dẫn các con luyện viết cô sẽ hướng dẫn các con luyện viết chữ tờ chữ ô tô chữ trờ và chữ cá trê để viết chữ tờ từ điểm bắt đầu trên đường kẻ hai cô viết nét xuyên phải đến đường kẻ ba Cô lia phấn lên đường kẻ 4 viết nét móc ngược. Và cuối cùng cô viết nét ngang trên đường kẻ 3. Từ điểm bắt đầu dưới đường kẻ 3, cô viết chữ ô cao 2 ô ly. Để viết chữ tô, từ điểm bắt đầu trên đường kẻ 2, cô viết con chữ tờ cao 3 ô ly kết thúc con chữ tờ, cô viết con chữ ô cao 2 ô ly chạm vào điểm kết thúc của con chữ tờ. Để viết chữ R từ điểm bắt đầu trên đường kẻ 2, cô viết con chữ tờ cao 3 ô ly. Liền mạch sang con chữ R cao hơn 2 ô ly. Để viết chữ cá, từ điểm bắt đầu dưới đường kẻ 3, cô viết con chữ cờ cao 2 ô ly. Kết thúc con chữ cờ, cô viết tiếp con chữ a cũng cao 2 ô ly chạm vào điểm kết thúc của con chữ cờ. Cuối cùng, cô viết dấu sắc trên đầu con chữ a. Để viết chữ trê, từ điểm bắt đầu trên đường kẻ 2, cô viết chữ trờ. kết thúc chữ trò cô viết liền mạch sang con chữ e cao hai ô ly tiếp theo cô sẽ hướng dẫn các con luyện viết vở ô ly các con chú ý quan sát con luyện đọc và luyện viết xong. Sau tiết học này, các con hãy lấy bản con ra, luyện viết thật đẹp cho cô chữ tờ, chữ ô tô, chữ trờ và chữ cá trê. Rồi sau đó các con hãy viết vào vở tập viết cũng như là vở ô ly của mình. Đồng thời, các con cũng cần luyện đọc lại thật trôi chảy nội dung bài học của chúng ta hôm nay. Tiết học chúng ta hôm nay đến đây là hết rồi. Cô mến chào tạm biệt các con hẹn gặp lại các con vào tiết học sau